Bấm OK. Yêu cầu công tác Alicitop on, dựng chân chống rửa, đúng không ạ? Và chúng ta đã dựng chân chống rửa rồi. Và công tác Alicitop chúng ta sẽ mở ở chế độ on ạ. Đúng không ạ? Đây on ạ, đây off ạ. Đây on ạ. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta làm tiếp tục theo yêu cầu. Đèn báo Alicitop sáng không? Chúng ta nhìn lên đồng hồ. Rồi, không sáng đúng không ạ? Rồi, không sáng. Không sáng. Thì chúng ta chỉ cần bấm no là không. Và yêu cầu nối chân ID SW của ECM xuống trừ là mắt sườn đấy ạ. Đấy. Rồi, chúng ta có thể tra cứu ở trên này. Nhiều lúc anh em không biết cái chữ viết tắt thì chúng ta có thể tra cứu một cách này, xong Tuấn sẽ làm cho anh em xem ạ. Anh em nào cần phần mềm thì đi Tuấn inbox cho đi Tuấn ạ. Tuấn sẽ chọn con xe này 2013-2014 ạ. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ trong này sẽ có 4 hạng mục: tra cứu mã lỗi màu dây chân SCU từ viết tắt, tra cứu sơ đồ Oleo Smoky, vị trí chân nguồn VSS, Calline Reset, đèn báo áp suất dầu, nạp phần mềm, xác định lỗi bằng camera. Hiện tại biên bản này chỉ hỗ trợ cho xe có đèn mid kiểu vùng sáng rộng, tra cứu chân ECM. Thì chúng ta chỉ cần vấn đề còn lại là tra cứu mã lỗi màu dây chân ECM từ viết tắt. Bấm OK. Tuấn lộn rồi ạ. Tuấn thoát lại ạ. Đây ạ, chúng ta vào mục tra cứu đầu tiên cho anh em dễ sử dụng đi ạ. Rồi. Bấm Honda. Tiếp tục là chọn Honda 2013-2014 ạ. Đấy, OK ạ. Chúng ta vô tra cứu một giây lại như nãy ạ. Đấy, chúng ta chỉ cần nhập cái từ viết tắt, đúng không ạ? ID đúng không ạ? Trừ SW. Rồi. ID ạ, đúng không ạ? Chúng ta làm theo IC máy luôn ạ. Rồi chúng ta bấm trừ ra. Và chúng ta bấm chân S ạ, W ạ. Đúng không ạ? Đấy. IC theo máy cho nó chuyên nghiệp nhá. Cả nhà làm cái này cho nó chuyên nghiệp à, cho chúng ta có một tay nghề, có một thợ chuyên nghiệp và OK hơn một chút xíu, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta chỉ cần bấm xong trên màn hình điện thoại xong, và chúng ta bấm ngay cái đèn FI đây ạ. Đấy, là chân này là chân tín hiệu công tắc dừng cầm chừng. OK chưa nào? Đấy, rất OK cho anh em, đúng không ạ? Đấy, thế thôi, chúng ta cứ thể làm theo máy. Đầu tiên Tuấn sẽ mô tả về cái vấn đề motor data một chút xíu ạ. Chúng ta tiếp tục thoát ra và chúng ta tra cứu chân ECM. Chúng ta chọn đại đi, ví dụ chúng ta không nhớ, chúng ta chọn sẽ chọn là số 6 chẳng hạn, như vậy đúng không ạ? Số 6 đi ạ. Đấy, nó sẽ ra từ viết tắt ngay ạ. Từ viết tắt ID SW chân tín hiệu từ công tắc dừng cầm chừng, đấy là chân số 6, hên quá đúng không ạ? Đấy, rất dễ. Và đầu tiên bây giờ tôi sẽ làm theo máy chuẩn đoán Motosiken, là tôi đưa cái dây SW của ECM xuống chân vô mát ạ. OK ạ, vô mát đúng không ạ? Tôi sẽ rút công tắc này ra, tắt khóa điện đi ạ. Thì đây nó sẽ có một dây mắt sườn, đúng không ạ? Là cái dây màu xanh lá sọc đen thì ai cũng biết ạ. Hôm nay tôi lại để quên cái cây gậy ở ngoài rồi đúng không ạ? Em trai, anh nhờ chúc em trai. Anh trai, em nhờ chúc anh trai. Đúng không ạ? Đây ạ, rất đơn giản thôi. Rồi em rút anh cái công tắc Alicitop này ra. Đúng không ạ? Đây ạ. Đấy. Là cái dây màu đen sọc xanh lá đấy ạ. Đúng không ạ?
Đấy. Chúng ta cứ thể cứ làm theo coi có được không ạ? Đấy. Rất dễ thôi. Em giữ anh chút xíu ạ. Rồi. Chút xíu ạ. Mình sẽ dùng cái dây ạ. Rồi. Đâu rồi? Đây đây. Đây chúng ta sẽ làm theo máy motosiken ạ. Rồi em nối nối anh cái. Đây ạ. Đúng ạ. SW ạ, chúng ta nối vào mát. Đây đúng không ạ? Bên kia bên kia. Đúng không ạ? Và chúng ta làm theo, chúng ta sẽ nối vào mát sườn ạ, đúng không ạ? Làm theo hướng dẫn của máy Motosikan ạ, đúng không? Làm như thế này. Chúng ta dí vào, em dí mát giùm anh chút, thả dây ra, đâu rớt đâu. Rớt đâu. Dí mạnh vào đâu. Rồi, cứ để vậy. Rồi, em dí tay mát sườn giùm anh chút ạ. Và chúng ta sẽ bật khóa điện lên. Đúng, chúng ta làm như vậy. Thì chứng tỏ còn lại kết luận. Một là đứt dây mát sườn vào cái công tắc alisotop. Hai nữa là hư cái công tắc alisotop. Chúng ta làm như vậy nó mới chuyên nghiệp đúng không ạ? Khách ở bên cạnh thì anh em có thể dùng thiết bị này, chúng ta chuẩn đoán thì nó mới đẳng cấp đúng không ạ? Còn cái vấn đề ở đây ấy, Tuấn hướng dẫn và muốn cho tất cả anh em để dùng cái sợi điện cấu ngang qua đây để biết rằng từ dây mát sườn có tới chân mát của IC và chân số xuống chân số 6 của IC không, nó không đẳng cấp ạ, đúng không ạ? Chúng ta phải lấy dùng thiết bị. Đấy, khách hàng ngồi bên ghế ạ. Dạ, mời chị ngồi ghế ạ. Em sẽ dùng thiết bị máy chuẩn đoán ạ, Motosiken. Phiên bản mới nhất là 6.3, em sẽ chuẩn đoán xe chị bị cái gì và em sẽ báo cho chị ngay. Nó mới đẳng cấp, đúng không ạ? Đó là đẳng cấp, nó luôn luôn là lên theo anh em mình. Thì rất chi là đơn giản thôi. Thì vấn đề còn lại anh em chỉ cần dùng cái đồng hồ đo cho tôi thông mạch hai cái này có ok không? Không ok thì vấn đề còn lại nó sẽ bị đứt là đứt dây mát sườn ạ. Đấy, mát sườn sẽ cấp vào công tắc alisotop và công tắc acetop này on off và nó sẽ cấp qua cái dây màu đen dọc sân biển ở sân lá xuống chân số 6 của ECM đây ạ. Có thể các bạn tra cứu như này rất tiện. Thế là khách hàng ngồi đây bảo ồ trời, em sửa xe này thấy công nghệ ok quá nhỉ, đúng không ạ? Dùng máy đấy lại tra cứu phần mềm thế là nó ra luôn, khách hàng nào cũng ok. Các bạn lấy tiền khách hàng sẽ phải gật và gù cảm ơn, đúng không ạ? Nó chuyên nghiệp đấy, nó như vậy. Còn nếu anh em nào ok thì nhà có máy tính có điều kiện đã phóng lên luôn cái màn hình cho tôi ạ, thì nó sẽ ra rất lớn ạ và khách hàng sẽ ngồi đây đối diện vào cái màn hình. Ở cửa hàng này rất chuyên nghiệp, đầu tư rất ok đó, ok ạ. Đấy, rất dễ vậy thôi. Còn tất cả trên một con xe này, nếu anh em được muốn học của tính toán ra thì đảm bảo trên con xe này có bao nhiêu sợi dây, nó đi về đâu, nó làm cái gì thì cũng hướng dẫn cho anh em tận tình và chu đáo, đúng không ạ? Đấy, còn anh em nào muốn sử dụng cái phần mềm này thì anh em inbox ngay nhá, đúng không ạ? Rất tiện lợi thôi, chúng ta vừa sửa xe vừa bấm như thế này. Đấy, ví dụ chiếc xe này tiếp tục báo lỗi ví dụ như thế này, đúng không ạ? 08 đi ạ, đúng không? Cần gì phải nhớ là 8, cần gì là phải cái gì, chúng ta chỉ cần vào trong đấy bấm, đúng không ạ? Ok, rất nhiều hạng mục không cần phải nhớ. Bởi vì sao? Thời buổi chúng ta đang sống với công nghệ 4.0, chúng ta để cái đầu và để làm việc khác, tất cả còn thiết bị này phần mềm quản lý tất cả để cho máy nó làm. Và đúng không ạ? Chứ không cần cứ phải nhìn trên này cứ một này lại hai này lại ba này lại bốn này, nó rất phức tạp. Những vấn đề đó là những anh em chưa có điều kiện kinh tế, các bạn phải từ từ đi lên để dùng bằng thiết bị như sau. Khi chúng ta đã dùng thiết bị máy Motosiken đọc ra cái mã lỗi là 8, chúng ta cũng chẳng quan quan trọng là 8 là gì, chúng ta tiếp tục nhập vào đây. Và trong này rất có nhiều hạng mục để cho anh em gợi ý như sau: vị trí trên xe và vị trí trên sơ đồ. Trên xe chúng ta không biết con cảm biến TB nằm ở đâu, chúng ta chích vào đây, đúng không ạ?
Đấy, và chúng ta có thể phóng đại nó to ra, zoom cái điện thoại to ra. Đấy, rất to đúng không ạ? Đấy, nó chỉ ngay này. Đấy. Vậy đây là cái họng ga, nó nằm còn bên dưới đúng không ạ? Có ba cái rắc, đúng là TB. Mũi tên đỏ chỉ bắn thẳng tới đây cho anh em. Đúng không ạ? Và tiếp tục, đây nó sẽ gợi ý thêm sửa chữa cho anh em. Vị trí trên sơ đồ. Bấm qua đây ạ. Rất dễ đúng không ạ? Đấy, nó sẽ có 3 khoang được điều tiết từ con IC là trung tâm điều khiển. Đúng không ạ? Đấy, 8 nháy tương tác sẽ có 3 khoang. Khoang A11, A22 và A10 là chân SG. A11 là nguồn 5V. Đúng không ạ? Vậy chứng tỏ dây ở giữa sẽ là dây tín hiệu. Chúng ta rất đơn giản, thế thôi. Và anh em lúc đấy anh em chỉ cần đơn giản dùng cho tôi một cái đồng hồ đơn giản như này thôi. Chúng ta phải xác định, chỉ cần biết VCC chúng ta được học rồi, nó sẽ là một dòng điện đúng không? SG là chân mát. Chúng ta sẽ cắm cái đồng hồ vô cái rắc đấy, đấy, và chúng ta bật quá điện lên. Vậy là dòng điện đã có 5V. Khi chúng ta để thang đo, đo vôn một chiều. Vậy chứng tỏ còn lại là dây tín hiệu. Đúng không ạ? Nếu dây tín hiệu này thông thủy chúng ta đo. Tôi cảm biến TB đây ạ. Đấy, đúng không ạ? Có màu dây luôn, chúng ta không cần phải nhớ màu dây. Tất cả dây dựa, phần mềm, người ta tính toán cho mình đúng hết rồi. Đấy. Và chúng ta cũng không cần nhớ chân IC. Ở trên này sẽ báo cho chúng ta biết, đúng không ạ? Là cái khoang A22. Chúng ta chỉ cần đo tít cho tôi từ dây tín hiệu TB về chân IC coi thông thủy không, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta sẽ kết luận. Thì kết luận làm sao? Thì tôi không thể nào nói thêm nữa, bởi vì tôi sẽ giải trong cái nhóm học trực tuyến của tôi, bởi vì tôi chia sẻ quá nhiều rồi. Đấy, đúng không ạ? Với tôi như thế này thì tất cả mọi vấn đề trên con xe phun xăng điện tử nó sẽ phải kết thúc trong tích tắc. Và tôi muốn có đẳng cấp với khách hàng hay không đấy, thì tôi phải dùng bằng tất cả kiến thức mà tôi đã học và tôi đã có, và tất cả phần mềm trong cửa hàng tôi để hướng dẫn cho khách hàng, đúng không ạ? Vậy thôi, rất dễ. Tra cứu chân ECM tiếp tục 22, chúng ta khỏi cần nhớ, chúng ta nhấn vào đây. Đấy, đúng không ạ? Thời buổi này nhớ làm cái gì để cho cái đầu nó đau. Máy nó bảo là chân 22, chúng ta chỉ cần nhích màu đỏ tới cái ô đấy, chạm tay vào. Thì từ tín hiệu viết tắt THR chân tín hiệu, từ cảm biến vị trí bướm ga. Ok không ạ? Đấy, đơn giản thế thôi. Rất dễ, đúng không ạ? Rất ok. Đấy, rất ok. Đây này. Cần gì phải đếm đúng không ạ? Như cái ban này cần gì phải đếm ạ? Tôi sẽ kết thúc thêm cái máy thêm một lần nữa ạ. Hướng dẫn luôn cho anh em ạ. Cần gì phải đếm đúng không ạ? Chúng ta có cái máy làm gì ạ? Cho nó đẳng cấp. Thứ nhất, khách hàng mang một chiếc ô tô 1,5 tỷ. Đúng không ạ? Các bạn bằng kiểm tra bằng chân bằng tay thì không ở đẳng cấp. Các bạn phải dùng thiết bị laptop, máy chẩn đoán để ra xem. Bởi vì xe người ta có trị giá khoảng hơn 1 tỷ chẳng hạn như vậy. Kết nối với xe Honda. Ok. Ok. Cứ ok. Chọn đúng cái đời xe của Avalanche 2013. Sẽ có cái mũi tên thẳng tiến tới xe đời mới nhất. Chúng ta không còn phải quan tâm 2014, 2015 ở mục nào có mũi tên. Người ta hướng dẫn là chúng ta đi tiếp là bấm ok. Và đơn giản chỉ cần vào cái mục và đọc mã lỗi cho tôi ạ. Đúng ạ, tiếp tục ok ạ. Thế thôi. Đấy. Số 8. Và chúng ta chỉ cần nhập trên cái phần mềm Motodata thì sẽ tiếp tục ra như cái biểu đồ lúc nãy cho anh em học, và cách kiểm tra cực dễ. Quá dễ đúng không? Tất cả chúng ta để cho bộ não, để cho nó thoải mái, để chúng ta nghĩ về cái chuyện gia đình mình, lo cho con cái tốt hơn. Chứ trên này chúng ta không cần phải quan tâm. Nhưng ngày xưa công nghệ nó còn yếu kém,
phải nhớ, đúng không ạ? Nếu anh em nào có thiết bị thì khỏi cần nhớ, nếu anh em nào cần thì inbox cho tôi, đúng không ạ? Cứ anh em mua một thiết bị máy mô tô scan, tôi tặng mấy anh em một nhóm học online trọn đời nếu tôi còn sống. Tặng anh em sử dụng một phần mềm Motodata miễn phí trên điện thoại hoặc laptop tùy chọn của anh em. Còn anh em nào chỉ muốn dùng cái phần mềm Motodata này không thì liên hệ cho tôi, tôi sẽ hướng dẫn anh em cài đặt, đúng không ạ? Rất tiện lợi. Chuyên nghiệp chứ, quá chuyên nghiệp. Khách hàng mang một chiếc xe trị giá khoảng vài chục triệu, chúng ta lấy lướt web trên điện thoại dùng bằng thiết bị máy chẩn đoán thì khách hàng nào cũng phải vui và vẻ. Huống chi chúng ta chỉ cần cứ chẹt, đục mới chẹt. Chúng ta cứ làm cái rắc thủ công ạ. Thì Tuấn nói ra ở đây thì có phải cũng phải thông cảm, bởi vì cuộc sống có nhiều, cuộc sống anh em kinh tế đang rất nhiều khó khăn, và có nhiều anh em có kinh tế. Có kinh tế các bạn nên đầu tư. Tuấn thấy nhiều anh em có kinh tế mà các bạn lại chẳng chịu đầu tư. Còn nhiều anh em chưa kinh tế thì cố gắng vươn lên sau khóa học vào giữa tháng 5 với giá giảm 50% cho anh em tham gia. Và chỉ cần anh em đang xem và like cho Đình Tuấn, mỗi người một like trên nhóm. Như đêm hôm qua Đình Tuấn chia sẻ live stream cho tới gần 12 giờ đêm mà rất nhiều anh em xem ạ. Đấy, lượt xem có thể lên khoảng hơn 100 người có thể tương tác. Tối hôm qua chia sẻ tuy rất đêm, rất khuya rồi đúng không ạ? Đấy, chỉ cần anh em tin tưởng thì mình sẽ làm nhiệt tình cho tất cả anh em. Và tất cả công tác này anh em nào chưa hiểu Tuấn sẽ hướng dẫn luôn. Và công tác này nó cũng bình thường thôi ạ. Đúng không ạ? Đấy. Tất cả bên này là bên trái ạ. Bên này bên phải công tắc đèn, đúng không ạ? Công tắc đèn này thì nó sẽ không lấy dòng điện 12V trực tiếp sau khóa mà nó lấy từ cầu chì ạ, đúng không? Nhiều xe nó có cầu chì headlight gì đấy ạ. Đấy, nó sẽ đi vào đây, đúng không ạ? Và sẽ bật cái nó sẽ qua đây, còn 2 dây còn lại, 2 dây sương mù và qua tới công tắc đèn này ạ. Đấy, dây giữa đây ạ, cốt và pha tới bóng đèn. Và dây còn lại sẽ là dây từ IC ạ, dập mát cho đuôi bóng đèn ạ. Đấy, con IC này nhá. Chúng ta hư cái mặt dập mát chúng ta có thể đấu ra sườn xe bình thường, đúng không ạ? Không ảnh hưởng gì hết. Thật sự Đình Tuấn là chỉ có chưa sửa được con IC này thôi này. Còn con trên xe này ấy, không có mọi vấn đề nào mà làm khó được Đình Tuấn hiện tại, đúng không ạ? Đấy, chưa kể được những anh em nào tham gia khóa học vào tháng giữa, Tuấn đầu tư tất cả những dòng xe đời mới cho anh em thưởng thức về khóa Sparky hoạt động như thế nào. Khi chúng ta bóp, stop, phần và chúng ta nhấn nút đề và chúng ta sẽ làm việc như thế nào trên một con xe đời mới như này, thì tất cả đều trong nhóm học trực tuyến vào kế tiếp. Vision này có cái gì đâu mà cứ chết CKB hả anh em, đúng không ạ? Chết CKB, chết SM, tất cả là cái đồ và kém chất lượng. Và đặc biệt anh em thao tác chưa tới thôi. Với tôi thì con xe Vision sẽ không bao giờ chết. Chết thế nào được mà chết. Cái buji ấy, tôi lượm một cái buji cũ nằm trong này, tôi chạy cả năm cả tháng không chết, trừ khi chết buji. Đây ạ. Chứ miễn sao nó đánh lửa là nó ok. Tôi nhìn thấy buji này hoạt động tốt là ok. Thật sự buji tôi thay hàng rổ. Cứ một xe vào tôi thay một con buji. Có thể một tháng tôi thay tới gần 100 cái buji này, anh em tin không? Đấy. Vừa rồi tôi mới bỏ khoảng một bao tải buji. Đấy, ok đi ạ. Các bạn nào cần sản phẩm thì hãy nhanh tay inbox nhá. Mua đâu cũng vậy. Cảm thấy anh em nào yêu mến, thương Đình Tuấn thì ủng hộ nhá. Sản phẩm mua của ai cũng vậy, đúng không ạ? Cùng là một nhà sản xuất ra. Như anh em yêu mến, tin tưởng mình thì anh em mình chỉ cần like và comment là anh em tin tưởng chuyển khoản luôn cũng được. Không có, anh em chỉ cần đặt cọc, Tuấn sẽ ship hàng, là ship cái máy này ạ, tới tận cửa hàng anh em. Và anh em sẽ đưa qua cái đường bưu điện và khi anh em nhận máy và anh em trả về đường bưu điện. Còn máy này bảo hành cho anh em ok nha, không vấn đề gì hết, trừ khi anh em lấy búa, anh em làm đập bể thôi nha.
còn tất cả bị lỗi phần mềm gì đấy bảo hành cho anh em, đúng không ạ? Đấy, chỉ cần mỗi người yêu mến like một like thôi, An Đạt like cho Đình Tuấn một like đi, đúng không ạ? Nói rất nhiều à, đúng không ạ? Ok ạ. Đấy, ok ạ. Cái vấn đề này ạ. Rồi anh em tin bằng con IC này Tuấn lắp trên cái mô hình của Avalax 26 có chạy không? Đúng không ạ? Phải chạy chứ. Đúng không ạ? Với thì Tuấn thì một cái con xe có thể lắp được nhiều IC. Đúng không ạ? Chạy không ạ? SHMO lắp trên này có chạy được trên mô hình 26 không ạ? Chạy được ạ. Lít 125 lắp trên này có chạy được không ạ? Bởi vì mình thích thì nó phải chạy. Đấy. Nó sẽ khác đời chân. Con này K27, con này là K66, nhưng nó đều chạy được hết ạ. Bởi vì sao? Trên một con xe làm việc đều như nhau, hộp cầu chì, relay chín, relay khởi động đều vào sạc, đúng không ạ? Lại tiếp tục bộ họng ga tương tác như nhau ạ, cảm biến như nhau ạ, VS xe này cũng tương tác ạ. Rồi cảm biến nhiệt độ động cơ tương tác, OC2, CKB hầu như chuẩn không cần chỉnh rồi, đúng không ạ? Thì đương nhiên nó phải nổ, đúng không ạ? Với mô hình hoạt động cả 10 con xe, nếu anh em thích. Đây rồi ạ. Ấy, do không có thời gian nữa, có thời gian Tuấn sẽ khoét to cái miệng này ra, đổ khoảng 10 con IC vào đây. Và đặc biệt ở trên này nữa, Tuấn sẽ làm cái chân để cho chạy SCU, để chúng ta thử SCU, nhưng chưa cần thiết nên không làm thôi. Làm ở cái này tích tắc, đúng không? Khoan mấy cái lỗ này vẫn có thể tạo ban đằng sau. Anh em phải có kiến thức, phải nhớ chân, màu dây, hiểu về tất cả cảm biến vào và ra thì anh em mới làm được. Không có nguy cơ chết tới con này. Con này vô hết mua rất mắc nha anh em. Đúng rồi, vô hãng mua rất đắt, đúng không ạ? Đấy, nên chúng ta muốn làm được thì chúng ta phải hiểu về nó, đúng không ạ? Biết đâu là nguồn, biết đâu là mát, đúng không ạ? Biết đâu là tín hiệu, chúng ta mới bắt đầu đi là được hả? Em đổ chưa nữa, em lá thế nhỉ? Rồi chỉ cần anh em thương like cho một like ạ, chỉ cần nhấn nút like và chia sẻ thôi. Mình thích cái nhóm nào thì mình chia sẻ, hãy chia sẻ rộng ra để anh em đang gặp khó khăn ở phía sau người ta biết, để người ta học và người ta nâng cao tay nghề lên ạ. Còn cái mát này ấy, Tuấn xin thưa luôn nhá, Tuấn không giỏi. Mày nó xét tới đây này mà IC nó vẫn chưa chết đâu. Anh em phải hiểu rằng ở đây có lớp chuôi bằng đồng, tôi nghĩ như vậy ạ, mở ra nó đỏ lòm ạ. Đấy, cái này là rất dở, đúng không ạ? Điện toán chứng kiến một con xe chạy tới 100.000, hơn 100.000, mở ra mát, thấy nó cú cú này thôi, nhưng nó còn tiếp điểm ok lắm nhá. Chưa bao giờ Tuấn làm nghề 12 năm qua, chưa bao giờ biết mở cộng mát này ra vệ sinh, hay là ở vùng miền này chưa gặp thì Tuấn không cam đoan. Nên anh em làm nghề phun xăng điện tử FI, nhiều anh em chưa có tay nghề, đừng có hoang mang, đừng hoang mang nhiều quá, trừ khi nó xét nặng nhá. Còn thế này nó còn ok lắm. Nhiều cái xe các bạn bảo mới chạy con 3.000 cây, các bạn kêu mo ve mát, mo ve chỗ nào Tuấn không hiểu, đúng không ạ? Tiếp tục Tuấn sẽ like một con Vision này nữa. Đây ạ, đúng không ạ? Thì nó nằm ở dưới này, đa số bùn và đất cát nó nằm ở đây, nhưng chưa mo ve được đâu các bạn, không, trừ khi chuột cắn. Những cái tổng mát này người ta hàn rất chắc, bởi vì mát tổng mà, đúng không ạ? Nó sẽ chia ra những nhánh nhỏ, cứng lắm, dễ đâu, nên các bạn đừng hoang mang. Đấy, mua những cái hàng tàu ấy, hàng kém chất lượng ấy, CKB thì nó mới tỏi, đúng không? Tất cả linh kiện điện tử hoặc là những làm nó bị thiếu thốn, nó làm không đủ, đúng không ạ? Khi chúng ta chạy nóng lên có vẻ bị sung, hay chúng ta có thể nghĩ nôm na vậy thôi, đúng không ạ? Đấy, chết. Tôi mong con này chết CKB luôn, mà nó chưa chết, để chạy cho nó chết, đúng không ạ? Lắp cục mô bên sườn chạy biết bao nhiêu lâu không chết, tháo ra lắp lại con này. Chứ nhiều lúc nó cứ tòng ten ở đây. Khách hàng bảo nó sắp rớt ra kìa. Hoặc nhiều người đi đường bảo em mà kiểm tra cái gì nó cứ lòng còng.
tôi chạy cho nó lắc lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, sáng nay tôi mới lắp lại con zin đây ạ. Tôi có xạ làm gì đâu ạ. Đấy, cốp xe tôi đây ạ, luôn luôn có một chén nước ạ. Tôi khi chạy thử xe đấy ạ, mình khát nước mình uống luôn. Bữa mua nước kia không có nên mua nước này, nước nào cũng uống được. Đấy, vấn đề là thế thôi. Chỉ cần các bạn thương, yêu mến tôi, like. Còn mua sản phẩm này ở đâu cũng giống như nhau, đúng không ạ? Chỉ cần các bạn tin tưởng, ủng hộ tôi. Mỗi người một món nho nhỏ, đó là làm gì? Là một cái khích lệ tinh thần cho tôi, để tôi có thể làm được nhiều clip, để tôi bán được nhiều sản phẩm hơn ạ. Ví dụ như một cái app bơm ạ, lợi nhuận không lời bao nhiêu ạ. Tôi ví dụ ạ, anh em cần cái Alin Chip Top này, anh em mua ủng hộ tôi ạ, đúng không ạ? Lợi nhuận kiếm một cái 1.000 nhưng tôi vẫn vui, bởi vì anh em tin tưởng tôi thì anh em ủng hộ cho tôi, đúng không ạ? Đấy, hoặc anh em cần cục mô bình sườn cao áp ạ, đấy anh em cứ gọi cho tôi test hết rồi, bán một cục mô bình sườn lời ví dụ 5-10 ngàn, 20 ngàn gì cũng được ạ. Tôi phải chạy từ ở cửa hàng tôi, nhiệt độ nắng tới khoảng gần 40 độ C ở Bình Định, đúng không ạ? Tôi chạy tới chỗ ship cóp cho anh em ạ. Nhưng đó là một cái niềm vui của tôi, bởi vì sao ạ? Bởi vì anh em tin tưởng tôi thì tôi sẽ phục vụ cho anh em, đúng không ạ? Không phải món đồ này anh em cần tôi không ship đâu, có là tôi ship ngay. Tuy trị giá nó khoảng 10 ngàn, 20 ngàn vẫn ok nếu anh em nào cần. Với tôi là như thế, đúng rồi. Ủng hộ tôi một cái app bơm đi ạ, để cho tôi có một tinh thần, để tôi có một thu nhập nhỏ nhỏ để tôi mua nước tôi uống chẳng hạn như vậy, và để tôi có một giọng nói có thể một ngày nào đấy càng hay hơn, like những clip làm sao để cho nó chuẩn hơn, cho nó không bị vấp hơn ạ. Đấy, ok. Còn tất cả anh em nào comment bên dưới này ạ, có cần tôi giải quyết hay là giải thích về con xe này có vấn đề gì không ạ? Đấy, và tương tác ở trên này, đúng không ạ? Bất cứ cái gì cũng vậy, tương tác như vậy, như nhau. 9 rồi khởi động, đúng không ạ? Và vừa rồi tôi có rút cái dây vàng này ra rồi. Dây vàng là từ IC dập mát, đúng không ạ? Cho relay khởi động để vào sạc, đúng không ạ? Nhưng tôi rút ra rồi, nhưng bây giờ tôi không rút ra nữa. Nó nổ bình thường ở chế độ động cơ hoàn hảo. Còn bó, đương nhiên cầu chì này sẽ cháy cho tôi, đúng không ạ? Bởi vì đứt dây vàng nó sẽ mượn một dòng điện trước cầu chì đây ạ, đi từ cầu chì qua, đúng không ạ? Đấy, còn nếu có dây vàng, đúng không ạ? Dập mát cho relay này ạ, thì nó sẽ lấy cổng tổng trực tiếp từ đây ạ, đúng không ạ? Nó sẽ lấy từ đó, bởi vì lấy trực tiếp từ bình ạ, nó không qua cầu chì. Đơn giản anh em cứ nghĩ như vậy cho nôm na thôi ạ. Đúng rồi, làm điện nhiều quá tóc này nó cứ dựng hết cả lên ạ. Khổ lắm, do chạy ngoài đường này có đôi khi không đội mũ nón gì hết, gió vào thì nhiên tóc sẽ dựng lên thôi. Ok chưa? Cái thằng cam ấy nhỉ? Vấn đề còn lại cái thằng cam ấy. Em mở thằng cam ra em trọt xuống cho anh thử này. Này bị cái thằng cam rồi. Like, đúng rồi. Anh em like, anh em share, anh em comment. Nhóm rất nhiều trên mạng xã hội, chỉ cần mỗi anh em nhấn vào cái nút like một cái là xong thôi. Có gì khó khăn đâu, đúng không ạ? Chúng ta vừa xem, mình hướng dẫn thì anh em chỉ cần chọt vô một cái nhẹ nhàng thôi, đương nhiên nó sẽ chia sẻ ngay, đúng không ạ? Rất đơn giản. Cái phần còn lại là để Đình Tuấn lo. Còn cái phần anh em tin tưởng mình thì chỉ cần like thôi ạ. Ok. Rồi, chưa cơm đâu. Tối qua dạy anh em xong live tới 12 giờ đêm. Lượng anh em xem rất đông, đúng không ạ? Và sáng giờ có rất nhiều anh em gọi điện thoại và comment Zalo nhưng Tuấn chưa trả lời được. Bởi vì sáng phải dạy một anh em này sử dụng hai con xe này để cho ngày mai, ngày mốt anh em xuống núi rồi ạ. Đấy, anh em phải về một nơi rất xa, đi tới Hải Dương luôn ạ. Đấy, Hải Dương. Thì tất cả lịch trình cấm xe thì không có, anh phải đi nhờ container đấy ạ. Đấy, container từ Hải Dương vào Sài Gòn đổ hàng và quay ngược lại, anh phải đi nhờ xe công, đúng không ạ?
bởi vì xe giường nằm chưa được thông. Người ta tranh thủ những cơ hội, tranh thủ những lúc người ta có thể, người ta làm có thể nhanh nhất để sau mùa dịch Covid để người ta chiến thắng. Thế thôi. Chứ bây giờ nhiều lúc anh em cứ ngồi ở nhà làm cái gì? Thứ nhất là không có việc làm, cái thứ hai ăn xong cứ đi la cà rượu bia cờ bạc, nó hư hết. Thay vì chúng ta rượu bia cờ bạc vào cái mùa Covid, chúng ta học một khóa bên tiền toán. Sau cái mùa Covid chúng ta lại có kiến thức, đúng không ạ? Con xe vào chúng ta lại kiếm tiền và có thu nhập. Nhưng tại sao lại đi những cái quán cà phê la cà hút điếu thuốc nhậu ạ? Chúng ta sẽ giảm lại, đúng không ạ? Le và sai. Đúng rồi. Anh em chỉ cần chia sẻ mặt lên ạ. Chỉ cần nhấn nút thôi, đúng không ạ? Mình nhìn thấy những cánh tay của những anh em, cô dì, chú bác đang xem gì đây, like một cái, mình có thể nói like cả bằng 3 tiếng hồ luôn ạ, với không uống nước. Ok. Đấy. Và sẽ sau này thì Tuấn sẽ đông đủ anh em tới học lên, thì Tuấn sẽ mở một cái trung tâm, hứa hẹn nhé. Chỉ cần số lượng khoảng 10 người có cửa hàng, Tuấn mở cái trung tâm bảo đảm sẽ phải đẹp, đúng không? Tuấn sẽ làm một lô đất khoảng 100m2, sẽ đầu tư cho một cái trung tâm cho anh em phải đầy đủ những cái lượng xe, đúng không ạ? Thích xe là mua thôi. Nếu sau này có một cái duyên, nếu cái bề này có cái đà này cứ đi đến, anh em chỉ cần yêu quý và ủng hộ, anh em đến không chê bai là đi. Tuấn ở quê, ở một thị xã ở An Nhơn, Bình Định, đúng không ạ? Tuy ở quê nhưng anh em phải hiểu rằng ở quê nó có món ăn ngon. nhiều lúc nhiều cái quán cóc có món ăn ngon hơn nhà hàng chẳng hạn, hay sao, đúng không ạ? Nhiều lúc vô nhà hàng đồ hải sản có tươi sống đâu, ướp lặn. Ở quê người ta ra biển, người ta câu lên, có cá, có cua, có ghẹ. Không tin anh em nào có thời gian mà tới Bình Định mà không bị Covid, Tuấn sẽ đưa đi Nhân Lý ăn đồ hải sản. Có một cái chỗ quán trong cái hẻm ở Nhân Lý FLC, chỉ có dân ở đây thì mới biết ở cái hẻm đấy. Đi vào một con hẻm cỡ khoảng 1 mét, đi lòng vòng ở trong cái hải sản ăn thì giá cực rẻ, rẻ lắm. Có khoảng 5 người ăn mà bỏ ra có khoảng hơn 1 triệu, ăn ngán đồ hải sản luôn. Nhưng lại vào nhà hàng đấy, đi hàm hô này, là anh em lại đi vô nhà hàng, nó đẳng cấp thôi, nhưng nó đắt lắm. Đấy, nếu anh em nào có dịp thì ghé Bình Định, Tuấn sẽ hướng dẫn đi tắm biển, những ăn đồ hải sản một chút xíu, rất ok, đặc biệt hè, đúng không ạ? Hứa hẹn tất cả anh em trong năm nay, đặc biệt anh em ngoài Bắc, anh em đang chờ những cái hè và hết dịch Covid. Nếu năm nay có nghỉ hè cho học sinh thì anh em sẽ đến đây và chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu về tất cả những cái gì anh em đang khó khăn. Chúng ta sẽ giao lưu trong vòng một ngày, và một ngày chúng ta đi chơi, hải sản, ăn uống, tắm rửa, đúng không ạ? Ngắm trời mây, cát biển rất nhiều. Đúng rồi, đồ rất ngon. Đúng rồi, ăn tay ga Xuân Dần hình như bữa có đi nhỉ? Có nhờ, cũng có đúng không? Đi chiếc mô tô ấy à? À đúng rồi, ăn tay ga Xuân Dần. Đúng rồi, ok. Ở đây hầu như chỉ có mỗi ăn tay ga Xuân Dần với ai nhớ nhỉ? Ăn Huế à? Ăn Huế nữa. Nhưng không phải ăn Mai Khánh đâu nhá, ăn Huế khác. Vừa rồi vô trong này chỉ có ăn tay ga Xuân Dần và một ăn ở Huế. Chúng ta được đi, đúng không ạ? Ăn đồ hải sản, chơi cho vui. Nhưng sau này những ông chủ đi chơi thì phải có tiền, ăn có thể phê hơn. Đúng à, nghe kẻ thèm ghê, chí mố mà thèm rửa đi, thịt thì ghé đi, chúng ta đi một chuyến đấy, đúng không ạ? Ơi về của ta, đúng không ạ? Ok nhá. Rồi ok, chào anh trai Tiên Lý, ok chào Minh Thu, tuyệt vời, ok. Xe và like lên thôi, đúng không ạ? Vào giữa tháng 5 này sẽ giảm giá cho 50% cho tất cả những anh em, đặc biệt phải chụp cửa hàng, đúng không ạ? Chứ không phải anh em có nhà 2-3 lầu và chúng ta vẫn đăng ký khóa học vậy thì nó ngại lắm. Tuấn lấy đồng tiền đó nhưng vẫn ok, nhưng những anh em sau, những anh em trước và người ta phàn nàn. Và tiếp tục, những anh em nào ok thì tiếp tục tới 30 tháng 4 chúng ta lại diễn và trình,
cho con xe này. Cạch cạch, không cạch cạch, hộp ở đâu, lục bục ở đâu, báo lỗi như sao. À, Tuấn này làm cái dây ga này, anh em nhìn thấy này, đúng không ạ? Rất nhẹ, anh em thấy lò xo không ạ? Zin đét, ai mà đi cột. Nhiều lúc các bạn xả kém xả đồ nhìn ghê lắm, lò xo nó bị thun lại, đẹp không ạ? Rất đẹp, nhẹ lắm, vừa chơi thôi, đúng không ạ? Anh em like được bao nhiêu người rồi? Xem thì phải like vào thì chúng ta mới yêu nhau, đúng không ạ? Chúng ta vừa học thì chúng ta vừa like. Cái like chia sẻ này Tuấn có lấy tiền đâu. Cái Alinship Top này Tuấn từ bấy ở đâu phải bảo anh em nào cho Tuấn cái cạc 5.000 hay 10.000 đâu, đúng không ạ? Đấy, like và chia sẻ, đúng không ạ? Còn cái mô vin sườn này ấy, rút ra kết thúc trong vòng khoảng 3S. Đúng không ạ? Ok ạ. Đấy. Thật sự mình chia sẻ rất nhiều rồi. Mình không biết là mình chia sẻ thêm một cái gì nữa cho con xe này. Thật sự nó tan ra hết luôn rồi. Không còn cái gì nữa rồi. Không còn cái thứ gì trên con xe này mà để nó hành được mình nữa rồi. Và anh em học của mình ra, nếu anh em làm theo ba gem của mình thì những cái dòng xe này nếu nó hành thì chỉ có hành kiếp sau nó ra một con xe đặc biệt hơn nữa thôi. Để khó nổ, để được bô lăng quay nhưng lại không nổ. Có vấn đề gì trong này không ạ? Ok, bữa nào thì ăn tài liệu làm gì, bữa nay anh chơi chơi cái phần mềm cho em nha, Tiên Lý ăn trai của em. Ok. Phịch phịch. Kể cả anh đang nằm với vợ anh thì anh vẫn mở phần mềm anh xem được. Đúng không ạ? Vợ hỏi gì thì bảo anh đang học. Đúng không ạ? Chứ tài liệu nó to, thứ nhất nó phải cần bóng điện. Anh chỉ cần mở cho em một cái điện thoại lên là anh em xem được phần mềm, kể cả đang ngủ với vợ. Mình thích là mình xem. Nhà mình không có wifi, mình mua cái sim 4G hoặc là mình đăng ký một tháng chẳng bao nhiêu tiền, một con xe mang vào xài 4G cả năm không hết, đúng không ạ? An Đạt Huế ở chỗ mô rửa, Tuấn chuẩn bị ra Huế đấy nghe. Ở Huế ủng hộ thì Tuấn rất nhiều, Tuấn cảm ơn tất cả. Xin chào tất cả anh em ở Huế. An Đạt đang xem rồi, anh Mai Khánh và một người ở Huế nữa cơ. Bữa ở Huế nhiều lắm. Tuấn sẽ ra cố đô Huế thăm anh em một chuyến và chúng ta đi dạo nửa ngày ạ. Rồi bây giờ Tuấn mới vẫy tay chào lại cả nhà đấy ạ. Bao nhiêu người like người xe rồi nhỉ? Like xe mặn vào. Có thể sau này tương lai này Tuấn có thể giảm tới 7% dạy trực tuyến, hoặc là có thể miễn phí chuẩn bị online trực tiếp giảm tới 30%, 50% chẳng hạn như vậy, đúng không ạ? Nếu Tuấn có khả năng Tuấn sẽ dám làm vào tương lai. Nếu anh em nào tới học trực tiếp, Tuấn không phải nói xạo nói tề chứ trong tương lai sẽ có một giảm học phí cho 50%, đúng không ạ? Và xe cộ thì anh em cứ yên tâm, sẽ trong tương lai gần đây thôi Tuấn sẽ giảm cho anh em. Tới tại cửa hàng nếu anh em thích chơi cái món gì Tuấn chỉ luôn, IC đồng hồ. Chẳng qua sợ anh em không có kiến thức để nhét vào được hết hay thôi, đúng không ạ?
anh em có dám đầu tư để chơi những cái mảng công nghệ với như Đình Tuấn hay không. Đó là yếu tố phải nhờ vào bản năng sân bàn của những anh em, đúng không ạ? Hãy cố gắng trong tương lai. Thật sự ấy, một con IC này ấy, Tuấn nói đi nói lại chỉ cần cái đồng hồ Tuấn cắm vào con IC biết sống hay chết, anh em có tin không? Cho thì Tuấn một con xe mang vào thôi, để cắt cắt thôi, đúng không ạ? Tuấn cầm một cái đồng hồ thì trên tay Tuấn bấm vào đây một cái với con IC này sống hay chết ngay, nó nhanh tới mức độ như vậy đấy. Nếu mở trần áo như thế này rồi trong vòng chỉ có 2S, con IC này sống hay chết không? Sau tương lai, nếu anh em nào đến đây giảm 5 đến, hoặc là 4 đến 30% tiền học phí, nhưng phải đủ lượng tương tác, đủ lượng tới học, Tuấn sẽ giảm cho anh em, đúng không ạ? Sẽ do ra một cái ngày tháng năm nào gần đây nhất đây. Từ nồi niêu xoong chảo, vút từng cái đoạn dây ga, xử lý ga làm sao. Còn làm nồi mà không làm ga thì vứt bỏ, làm ga mà không làm nồi cũng vứt bỏ. Tất cả yếu tố đều nằm trong vào kinh nghiệm hết. Và nó có bài, có vở hết. Làm xe mà không có bài thì con xe sẽ chạy không bao giờ đạt. Còn lắp vào thì ai cũng lắp được. Chúng ta bốc cái họng ga cảm biến này, chúng ta ném vào đây. Bình thường, đúng không ạ? Nhưng chúng ta phải nghe được cảm giác Galanti có ok hay không. Ôi, ok, xe có chạy có nhẹ hay không ạ? Có alin chip top hay không? Đó cần yếu tố là kỹ thuật và đôi tay. Đôi tay vàng hay là đôi tay bạc. Đấy, nó như vậy đấy. Nó ăn nhau ở chỗ này nữa này. Đấy, đôi tay này rất xấu thôi. Lồm mồm, đeo cái còng. Đúng không ạ? Đeo còng chim này. Đấy. Nếu thật sự anh em ấy đến đây để cho mình làm một review trên một con xe full xăng điện tử, ê, em mua không mua nước mía cho anh à? Hả? Nước mía này của ai vậy? Chủ thua. Like chưa? Ờ, xin chào anh Hồ Sĩ Tin nhá. Đúng rồi, like, chia sẻ lên. Đúng không ạ? Có anh em nào chưa ăn cơm ạ? À? Comment bên dưới này luôn, còn Tuấn chưa ăn cơm mấy giờ nhỉ? Đấy. Lại 1 giờ thiếu 15 rồi, cơm vẫn chưa ăn. Đúng không ạ? Ăn xong cái like thôi. Nếu có thời gian nhất định sẽ có like. Bao nhiêu lượt like rồi ạ? À? Không dám giỏi, bạn ơi. Anh ơi, Tuấn chỉ làm ok theo cái bản năng mà mình đã học hỏi và đã có kiến thức nằm ở trong đầu. Mình va chạm nhiều dòng xe full xăng điện tử thôi. Đúng không ạ? Xem ạ. Đã phát trực tiếp đây ạ. Rồi, đấy. Bao nhiêu người like và xem này ạ. Rồi. Like mạnh vào, Tuấn cũng comment một cái để cho 52 người lượt tương tác. Đúng không? Rồi, ok. Đúng không ạ? Rồi, xin chào anh Hà Văn Nguyễn ạ. Rồi, đang xem, xin chào anh. Đúng không ạ? Thế thôi. Con xe này nó chỉ cần đơn giản như thế thôi. Đúng không ạ? Không có cái gì hết. Tín hiệu lặt phặt này, ba cái nguồn 12V, còn lại dây tín hiệu có cái gì đâu trên cái họng ga này. CKB thì nằm ở cái rắc này, chống nghiêng ở đây, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có hiểu nôm na, nó đi ra và đi vào, nó đi ra phải đi vào và đi vào sẽ phải đi ra, đó là quy luật của con như xì con người chúng ta vậy, đi vào phải đi ra. Ở trong này có anh em nào đi vào không đi ra không ạ? Anh Lập, anh có đi vào không đi ra bao giờ không ạ? Đúng không ạ? Anh Nhật và anh phải cho,
anh nhận được thì anh phải trả lại được, đúng không ạ? Đó là quy luật ạ. Con này ạ, nó nhận thì đương nhiên nó phải đi ra, nó phải gửi tín hiệu đi ra, nó có nhận thì mới có cho thì mới có nhận. Chỉ biết nhận không thì lần sau ai cho nữa, đúng không ạ? Đó là quy luật của cuộc sống, nên chúng ta làm sao phải sống cho nó tốt. À, tất cả nếu mà những cái ba fan bài mà đặc biệt ở trên này để tính toán chỉ miễn phí thì có thể thông cảm nhá. Tính toán chia sẻ like hướng dẫn như vậy là quá nhiệt tình rồi. Còn về những cái công nghệ hoặc là những cái món mà chỉ thì anh em phải mất phí, đó là quy luật. Tuấn chia sẻ cái gì nó nằm trong phạm vi của mình thôi. Còn được như ngày hôm nay, Tuấn cũng bỏ ra một cái giá rất nhiều. Không phải được như ngày hôm nay đâu. Đấy, không phải nhằng một cái mua một dàn xe như ngày hôm nay, không phải nhằng một cái con xe full xăng từ vào bắt bận tật tật đâu. Không dễ như vậy, anh em phải thông cảm. Tuấn chia sẻ được cái gì là chia sẻ. Tuấn làm như vậy là quá nhiệt tình rồi. Còn tất cả anh em nào có nhu cầu thì chúng ta phải đóng góp. Nó mới diễn, nó mới sâu, nó mới đạt hơn ạ. Đúng không ạ? Chúng ta phải bỏ phí ra thì chúng ta mới nhận lại kiến thức và chúng ta áp dụng cho cửa hàng. Đó là quy luật của cuộc sống. Đúng không ạ? Đấy. Đó phải rõ ràng. Đúng không ạ? Cái gì cũng vậy, nó phải tốn một chút xíu nó mới hoàn hảo, đúng không ạ? Nhưng người ta muốn cho đi, nhưng người ta cho đi là một phần nào thôi. Đấy. Nhưng tại sao nhiều đại gia có hàng ngàn tỷ nhưng người ta đóng góp, người ta ủng hộ quỹ gì, người ta chỉ có trích ra một cái phần nào đó thôi. Người ta có ngàn tỷ, người ta chơi luôn cả ngàn tỷ thì người ta lấy gì người ta sống ạ? Đúng không ạ? Nhất định có 100 triệu thì người ta sẽ ủng hộ khoảng 10 triệu, giữ lại 90 triệu. Đúng không ạ? Chẳng có ai có 100 triệu mà đi quyên góp tới 90 triệu mà để cho mình giữ về 10 triệu. Đúng không ạ? Làm rất khó khăn, kiếm được đồng tiền. Chẳng qua chúng ta kinh doanh bất động sản hay là những nhà đất hay là những cái gì, chúng ta có một cái nền, có cái móng, chúng ta mua lô đất thì chúng ta đã có vốn. Vì mua lô đất này 5 tỷ, tích tắc nháy mắt bán qua cò kiếm khoảng 7 tỷ, 2 tỷ nó dễ. Còn anh em thử sửa xe coi. Đúng không ạ? Tăng sên, thay lốp, mẹ. Cong cần cầu. Đúng không ạ? Vả lắm. Nhiều lúc ta chặt cái mắt sên, khách quen thì miễn phí, khách lạ lấy được 5.000 thôi ạ. Tăng sên cũng vậy. Toàn làm miễn phí, cái công đâu mà tăng sên. Khi chúng ta đã có rồi thì tất cả những vấn đề đấy là miễn phí. Chúng ta phải bỏ ra con người, chúng ta phải thuê nhân công để tăng cái sên xe đấy, miễn phí. Nhưng cái tiền nhân công đấy anh em, nó có miễn phí cho mình không? Hay là hàng tháng mình phải trả cho nó? Cơm đến trưa, người đã có hiểu rằng ai lo cho nó không? Mình lại lo. Nhưng cái lòng của mình bảo con đấy, nhiệm vụ của tôi tăng sên miễn phí là tăng sên miễn phí. Còn vấn đề còn lại, nhân công tôi lo. Đấy. Còn bây giờ vô thay một cái chai dầu mà miễn phí luôn thì vốn đâu nữa, đúng không ạ? Thứ nhất lỗ vốn chai dầu, thứ hai lỗ nhân công, cái thứ ba phải nuôi nhân công ăn và uống, đúng không ạ? Cái gì phải rõ ràng. Anh em lấy được kiến thức của Đình Tuấn ra để làm cái gì? Mình cứ nghĩ nôm na để con xe vào, mình dễ làm. Hồi giờ mình loay hoay lục hục, mình không trị được hết cái bàn, bị rung giật ga đầu, hoặc là bị hụp ga, hoặc là yếu máy gì vậy. Đấy. Khi mà anh em học ra, một con xe mang vào, anh em kết thúc nó nhẹ nhàng, anh em lấy tiền, thì lúc đấy ai cười? Anh em là người cười đầu tiên. Và người hưởng lợi là ai? Là gia đình anh em. Bởi vì sao? Anh em có thu nhập thì vợ anh em là người có tài chính, có của ăn của để ra, chứ Đình Tuấn được cái gì đâu. Chưa chắc Đình Tuấn nhận cái gì, lâu lâu còn réo Tuấn ơi hôm nay lại gặp cái ban này, lo mà nghe máy đi. Đấy, vấn đề là như vậy. Thì vấn đề cuộc sống có cái gì đâu, nên chúng ta chịu khó bỏ một ít để đầu tư.
có đầu tư thì mới có lợi nhuận, kể cả mua một con xe. Anh em không chịu bỏ tiền ra rút ngân hàng hay bán vàng ra để mua con xe đấy, để về nhà mình bo lại, mình tân trang lại, mình bán. Nhưng anh em lại cứ muốn rằng chẳng muốn bỏ tiền ra mà lại lời nhiều thì không có. Chỉ muốn là thằng này nó bán xe, dẫn thằng cò tới, kiếm được nhiều tiền thì không có. Nó chỉ có một phần nho nhỏ thôi. Người ta phải bỏ vốn ra, người ta mua, người ta phải về nhà dọn lại. Mình chẳng qua chỉ là một cái bắt cầu, like, giới thiệu thôi. Chúng ta muốn lợi nhuận, chúng ta phải bỏ tiền thì chúng ta mới mua được con xe, đúng không ạ? Mua từ khách hàng, bán cho dân dùng thì mới có lợi nhuận. Nhưng tiền ở đâu ra thì hãy cố gắng đi từng bước để rồi có tiền. Chứ nhiều anh em mình Tuấn thấy ở đây này, cuộc sống này, có nhiều anh em ngày cọc hoặc một tuần kiếm được ít tiền đưa cho vợ, ra tiệm vàng mua 5 phân tới 1 chỉ để làm cái gì? Nó không có tăng lợi nhuận lên được. Ai cũng biết là dụng đưa cho vợ có khoảng 5-7 triệu ra ngoài kia, nó mua chỉ vàng nó đeo giống này ạ. Đeo giống đeo công ạ. Đeo cho sáng cái ngón tay lên ạ. Để làm cái gì? Tại sao chúng ta đang làm nghề chúng ta không đầu tư cái gì để cho cửa hàng một ngày một ok hơn, để có một ngày mua một lần tới 10 chỉ vàng thay vì bây giờ phải túc tắc mua một lần một chỉ. Sau này đầu tư có lợi nhuận làm ăn ok, mua một lần tới 10 chỉ đeo từ đầu ngón tay cho hết ngón tay, đầu cho tới cuối ngón. Tại sao không chọn? Đúng không ạ? Like xe mạnh lên nữa, Tuấn cảm ơn. Rồi, kết thúc livestream tại đây. Xin chào cả nhà. Chúc anh em hôm nay mùng 1 đầu tháng cũng chỉ làm một sức khỏe thôi, không có nhiều. Có sức khỏe thì mới làm lên sự nghiệp. Còn bây giờ sự nghiệp đằng trước ai cũng muốn làm, nhưng sức khỏe không cho phép thì không thể làm được. Và đầu tháng mùng 1 âm lịch, Tuấn tặng chúc tất cả anh em đang xem live, toàn thể cộng đồng mạng Facebook luôn luôn có một sức khỏe tốt. Rồi, tôi xin phép được tắt và ngừng clip livestream tại đây. Kết thúc, xin về ăn cơm, cơm trưa và ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ, 2 giờ dậy và ra cửa hàng tiếp tục. Chiều nay có thể lên toa, lên yếc gì, anh em nào có cần cái thiết bị gì thì các bạn cứ inbox. Ok ạ. Rồi, xin chào.